chuẩn bị cho bài này mai. Như Ngày Quỳnh mới bật bắt đầu. nha, cứ vào lớp rồi bật camera. Rồi thì sao, vô trễ vậy hai bạn? Thịnh và Như Quỳnh sao vậy? Con mới ăn xong con Thì thôi. thế hả? Các bạn nó Bữa rồi. sau Con đang coi hành động sắp gia xếp lạc đá không có đáp án, nhân không có hay hành anh gia lạc x không mà hay đá mà nhân x không, nhìn không có x khi mà đáp án đâu. nhìn Rồi Như Quỳnh sao nay vào trễ đấy, phải để thời gian nhắc mới vô hả? tôi Đúng đâu không thời gian có chứ sao, tại nãy vì con á không nhắc. cần tại vì cái nãy con ứng rồi nó không có vô Ủa sao nó không có vô hả, dạ nó bị nằm ở ngoài phòng chờ hả con? dạ Ờ rồi ok. Rồi hôm qua cô dạy cái thì hiện tại đơn á, các bạn có hiểu không? Bạn Thịnh và bạn Như Quỳnh có hiểu cái thì này không? dạ có cô hiểu cô. Ừ rồi hiểu ha. Khánh Vy ơi, bây giờ con chưa hiểu lắm cái thì này, thì bây giờ mình làm một ít bài tập là mình sẽ hiểu thôi. Nói chung là cứ làm bài tập thì sẽ hiểu. Rồi bây giờ cô có câu số 8 nè Khánh Vy. Đầu tiên ha Khánh Vy, Khánh Vy bật mic lên nè. Ở đây cô có động từ ở trong ngoặc, đó là động từ work. Work có nghĩa là làm việc. My sister, chị gái của tôi, work in a bank, chị gái của tôi làm việc trong một ngân hàng. Được chưa? Bank là ngân hàng. Rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của Khánh Vy sẽ là phải chia cái thì này. Chia tức là sao? Tức là con phải viết cái thì, viết cái chữ work này sao cho nó đúng. Rồi đầu tiên ha, Khánh Vy xác định cho cô my sister là một người hay nhiều người? Là một người. Đúng rồi, my sister là một người. Một người được xem là chủ ngữ số ít đúng không? Chủ từ số ít. Rồi, rồi nếu như mà nó là chủ từ số ít thì cái động từ work con phải thêm s hoặc là es. Rồi cái khúc mà s hoặc es thì nó sẽ dựa vào cái âm cuối cùng. Cái âm cuối cùng ở đây đang là âm k. À, nó đang là âm k thì nó phải thêm s. Còn nếu như nó là cái âm ông cháu sửa xe sh thì con phải thêm es. Rồi con hiểu chỗ này không? Không ạ. Không hiểu hả? Vâng. Nó chưa Rồi. hiểu lắm. Con chưa hiểu lắm. Con chưa hiểu lắm. Cái khúc ông cháu sửa xe SH con chưa hiểu, hay là cái khúc mà chủ ngữ số ít số nhiều con chưa hiểu? Con nói đầu tiên đi cô. Cái từ nào con? Cái cô nói đầu tiên ấy chứ con không nhớ. À rồi rồi, như thế này nhé. Đầu tiên, cái từ work là cái từ mà con cần phải viết lại. Và mình sẽ xác định là chủ ngữ số ít và chủ ngữ số nhiều. Chủ ngữ số nhiều á, thì nó gồm I, you, we, they. Đọc lại theo cô. Chủ ngữ số nhiều, I, you, we, they. Ngữ số nhiều. I, you, we, Ok. Chủ ngữ số ít, he, she, it, them. chủ ngữ ít ai ít nền He, thì ít nền. she. Ừ, đúng rồi. Rồi, bây giờ my sister nó không có nằm trong I, you, we, they, cũng không nằm trong he, she, it, them, thì con phải xác định ở đây đang là mấy người. Nếu như từ hai người trở lên thì nó được tính là chủ ngữ số nhiều. Còn nếu như chỉ có duy nhất một người thì nó được xem là chủ ngữ số ít. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa con? Chắc hiểu Hiểu chỗ rồi. này chưa? Chắc Rồi hiểu rồi. ok. Rồi, bây giờ chỗ my sister này xác định cho cô là một người hay nhiều người? Một người ạ. Chính xác, một người. Bởi vì sao nhờ? Cái chữ sister này nè, ở cuối câu, ở cuối cái chữ sister nó đâu có chữ s đâu. Khi nào mà người ta thêm s thì nó mới là số nhiều đúng không? Những chị gái của tôi thì mới là số nhiều. Còn sister ở đây là một, một sister, người ta không thêm s. Thì đây là
một người được xem là số ít. Rồi ở cái thì hiện tại đơn này, chúng ta có một quy tắc, đó là nếu như chủ ngữ đã là số ít thì cái động từ này các con phải thêm s. Rồi, Khánh Vy nhắc lại cho cô, Khánh Vy nhắc lại theo cô nè. Chủ ngữ số ít, động từ thêm s. Ngữ số ít từ trên S. Chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên. Chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên. Rồi, bây giờ ha, chúng ta con làm thử cho cô cái câu này đi. My sister, chủ ngữ số ít, động từ sao con? Giữ nguyên hay thêm s nè? Thêm s, tức là con nói cho cô lại. My sister, động từ thêm s. Được chưa? Động từ thêm s. Vậy thì rồi, đúng rồi, ở đây con có từ work. Có phải con ghi lại cái từ work rồi con chỉ việc thêm s vào không? À đúng rồi, đúng rồi ha, ở đây là con hiểu chưa? Rồi ok, rồi bây giờ nhá, làm tiếp cho cô một cái nữa. Là ở đây câu số 12, con nhìn vào câu số 12 cho cô nha. Khánh Vy nhìn vào câu số 12 ha. We là chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều? Nào nhắc lại, chủ ngữ số ít bao gồm cái gì? Chủ ngữ số ít lại he, she, it, name. Is Chủ ngữ số nhiều là cái gì? name. Where, I, we, they. why Đọc lại, are you, we, they. you we Ai chứ đâu phải là why đâu con. Ai, cái chữ tôi á. Ai, you, we, they. Đọc lại. I we Rồi, bây giờ cô phân ra như thế này. Cô sẽ ôn tập lại cho các bạn kỹ cái phần này ha. Đầu tiên nè, cô sẽ có cái mục gọi là mục chủ ngữ số nhiều. Chủ, cô ghi tiếng Việt luôn. Chủ ngữ, chủ từ số nhiều. Chủ từ với chủ ngữ là một với các con. Chủ từ số nhiều. Chủ từ tức là sao? Tức là cái từ mà nó làm chủ trong cái câu nói đó. Thí dụ, mình xưng là cái gì? Thì cái từ mà mình xưng đó là chủ từ. Có cái con hiểu chỗ này không? Tức là khi mà cái con nói một cái câu, tôi đi bộ tới trường, thì cái câu chủ từ sẽ là cái chữ tôi. Tức là cái cách mà mình xưng hô sẽ là chủ từ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học về chủ từ số nhiều nha. Chủ từ số nhiều cô gồm có những cái sau đây nè, Khánh Vy chú ý nha. Đầu tiên là chữ ai. Chữ ai này có nghĩa là gì Khánh Vy? Khánh Vy bật mic lên. Ai là ai? Ai là cái gì con? Chữ ai là gì? I go to school. Con nói cho cô cái câu tôi thích bơi coi. Tôi thích đi cô ơi. Tôi thích bơi, tôi thích bơi. Con nói cho cô cái câu đó bằng tiếng Anh đi. Rồi cô mời bạn khác, cô mời bạn Như Quỳnh. Như Quỳnh, ai có nghĩa là gì con? Là ai like to swimming. Ai là gì nhỉ? Cái nghĩa của từ ai là Ai gì? có nghĩa là Là tôi tôi. Ừ, ai là tôi. Rồi tiếp tục, you. You là cái gì? Gia Thịnh. du là bạn. Ừ, you là bạn. Sau ngày hôm nay Khánh Vy bắt buộc phải học thuộc cho cô cái khúc này nha con. Từ đây trở về đây coi. Ai hai chấm là tôi nè, you là bạn. Rồi we là cái gì hả Khánh Vy? We,
quy là gì? Hai bạn còn lại đóng góp ý kiến nào? Câu nào biết thì bật mic lên đóng góp ý kiến. Dạo cô là chúng tôi. À, quy là chúng tôi. Rồi, vậy còn từ đây là gì Gia Thịnh? Cô là họ. Dạ ông cô, đây là bọn họ. À, đây là họ. Là họ. Hoặc là chúng nó. Chúng nó, đây là họ hoặc là chúng nó. Rồi, are you we day? Nó nằm trong dấu chấm chủ từ số nhiều. Nhớ nha, số nhiều. Ô tô đậm lên. Rồi, are you we day? Rồi, cô mời bạn Khánh Vy nhắc lại chủ từ số nhiều gồm những từ gì? Are you we day? À, ai nghĩa là gì? Ai nghĩa là tôi. You là gì? Là bạn. We là gì? Chúng tôi. Còn đây? Là họ và chúng nó. Ở đây có nghĩa là họ hoặc là chúng nó. Rồi cô chào Quỳnh Chi nha. Quỳnh Chi bữa sau nhớ vô lớp đúng giờ hơn cho cô nha con. Rồi tiếp theo nè, dấu chấm thứ hai chúng ta có. Dấu chấm thứ hai chúng ta có chủ từ số ít. Chủ từ số ít. Rồi, cô nhấn mạnh ha, ở đây là số ít nha. Số ít tức là sao? Số ít tức là chỉ có một người nói thôi, chỉ có một người thôi. Được chưa? Số nhiều là nhiều người. Rồi, số ít, chủ từ số ít. Chủ từ số ít của chúng ta bao gồm cái gì? Cô mời bạn Khánh Vy nói lại cho cô nào. Name. Hả? Bao gồm gì? Name. Name, tên riêng. Rồi gì nữa con? It. Đúng rồi. Gì nữa? Anh ấy là gì? Anh ấy là gì con? He. Cô ấy là gì? She. She, đúng rồi. Thế cô sắp xếp lại nha. Từ trên xuống dưới phải là he, she, he nè, rồi mới tới she, tới it, rồi mới tới name. Name ở đây có nghĩa là tên riêng ha. Rồi đầu tiên, he có nghĩa là anh ấy. She là gì nhờ? Khánh Vy, she là gì? Cô ấy. Cô ấy. It có nghĩa là gì? It có nghĩa là nó. It có nghĩa là nó, còn name là tên riêng ha. Rồi, bây giờ con xác định cho cô như thế này nè. Chủ từ số nhiều, ở thì hiện tại đâu? Thì động từ giữ nguyên, tức là động từ không có thêm s, cũng không có thêm es. Cô ghi một cái chữ như thế này. Động từ giữ nguyên. Giữ nguyên. Tức là cái từ trong ngoặc người ta ghi cái gì á, thì mình thí dụ như từ go đi, từ go là đi đúng không? Thì nếu như chủ từ trong câu đó là are you we day thì mình vẫn ghi là go, nhưng cũng là từ go, nhưng mà khi trong câu đó người ta sử dụng he, she, it, name thì cái từ go đó mình phải thêm s lên thì mình được là goes. Rồi từ từ cô nói tới khúc này trước đi, động từ giữ nguyên. Rồi ở đây cô có động từ thêm s. Đúng rồi, thêm S hoặc ES nữa nha. S hoặc ES. S phải ES. Rồi, khi nào thì mình thêm ES? Khánh Vy còn nhớ không con? Con không. Rồi, bây giờ cô nhắc lại với cả lớp luôn nha. Không phải cô nhắc một mình bạn Khánh Vy đâu. Mình phải học kỹ phần này, kiểm tra là mình phải rơi vào phần này đấy. Giữ nguyên. Rồi, chúng ta có quy tắc sau đây. Nếu như khi mà các con xác định được chủ từ là số ít rồi, thì mình phải xác định thêm cho cô cái động từ. Cái động từ đó nếu như mà nó kết thúc bằng những âm ông, cháu, sữa, CSH,
thì mình thêm es. Còn nếu như động từ đó kết thúc bằng những âm khác, bằng những cái âm khác không có nằm trong ông cháu sử CSH thì mình chỉ thêm s mà thôi. Khánh Vy nghe kịp không con? Có. Rồi bây giờ cô copy cho cô phép, cho phép cô copy ở trên này nha. Cái câu ở trên này nè. Cô copy xuống cho nó nhanh. Tí trước mình đã đi cái bài này rất kỹ rồi, cô chỉ nói ngắn tắt lại cho con hiểu thôi. Các bạn khác, Quỳnh Chi con hiểu phần này không Quỳnh Chi? Yes. Ok, thank you. Rồi, ở đây cô sẽ ghi là x, x có nghĩa là ví dụ nha. Symbol ấy, example. Xuống dòng cho các bạn dễ nhìn nhỉ. Rồi, Khánh Vy nhìn vào đây cho cô nhé. Con có thấy cái dòng với những động từ kết thúc ông cháu sử CSH này không? Có. Rồi, con đọc cho cô cái từ này coi. Con đọc cho cô nguyên cái dòng đó đi. Đọc lên. Những động từ kết thúc với ông cháu sử CSH. Suy ra thêm es à, chữ y và chữ s nha, hai chữ cái này là es. Rồi với cái câu ca dao, với cái câu tục ngữ mà ông cháu sử CSH này nè, con chỉ lấy những cái từ, con chỉ áp dụng với những cái từ cô tô đỏ lên thôi, cô tô màu đỏ lên, đó là những cái từ mà con cần phải học nghe không. Tức là sao nhỉ, ở đây cô có ví dụ từ do. Do có nghĩa là làm. Rồi, từ do này nó kết thúc bằng âm gì đây Khánh Vy? Dạ. Do, dèo, 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 is, has. Do, do nó có nằm trong cái từ do, nó kết thúc bằng âm gì con? Is, has, bằng o, kết thúc bằng o. Kết thúc bằng chữ o. Rồi kết thúc bằng chữ O. Chữ O có nằm trong ông cháu sử CSH không? Có. Có. Vậy thì khi này con thêm ES hay con thêm S? ES. ES, đúng rồi. Con, từ go, từ go kết thúc bằng chữ gì đây? Go. O. Go nó cũng kết thúc bằng chữ O. Chữ O lại nằm trong từ ông. Vậy thì chúng ta thêm ES hay S nhờ con? Yes. Rồi, vậy con nhìn cho cô cái từ work. Cái từ work có nghĩa là đi bộ. Từ work kết thúc bằng âm gì? Kết thúc bằng chữ gì? K. Kết thúc bằng chữ K. Chữ K có nằm trong âm cháu sửa CSH không? Không. Không. Không phải mình thêm ES hay thêm S? Không có nằm trong âm cháu sử CSH thì bây giờ con thêm S hay là thêm ES? ES. Hả? Thêm S hay ES? S. Chỉ thêm S thôi. Rồi con có hiểu được cái khúc S với ES chưa? Hiểu được khúc này chưa? Rồi ạ. Rồi, vậy thì bây giờ cô quay lại ha. Khi nào thì động từ của con thêm S và ES? Khi chủ từ là số ít hay số nhiều? Khánh Vy? Dạ. Khi nào thì động từ của con thêm S hoặc ES? Khi động từ có à, nếu với động từ con cáo sửa thay S thì thêm ES, còn về S thì không có trong mấy câu ông cháu sửa xe thì sẽ S. Cái này đọc là SH. SH.
Ừ. Có biết CSH không? Không. Rồi, cái từ này đọc là SH nha. Rồi bây giờ nè, cô đang hỏi là khi nào thì động từ thêm S và ES? Chủ từ đó số ít. Đúng rồi, khi chủ từ là số ít. Vậy khi nào thì động từ giữ nguyên? Khi động từ là động từ số nhiều. Khi chủ từ chứ, khi chủ từ là số nhiều. Được chưa? Được rồi. Rồi đọc lại cho cô, chữ từ số nhiều bao gồm. Ít diêu nguy dây chủ Đọc từ số lại ít. coi từ này là ít hả? Y Ai? diêu nguy dây Thì đọc là an ai? diêu nguy dây À, đọc lại chủ từ số nhiều bao gồm. Are you with Đúng rồi, chủ từ số nhiều bao gồm are you we they. Chủ từ số ít bao gồm. Chủ từ số ít bao gồm. he, Vì she, his name. à, bao gồm he, she, it, them. Rồi, chủ từ số nhiều thì động từ như thế nào? Khánh Vy, trả lời đi. Chủ từ số nhiều thì động từ như thế nào? Động từ chữ ngang Chủ từ số ít thì sao? thêm S hoặc ES. Ừ, chủ từ số ít thì thêm S và ES. Rồi, hiểu được cái bài này chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ quay lại đây nhé. Mình cùng cả lớp làm bài tập nhé Vi. Rồi bây giờ Vi làm câu 12 đầu tiên cho cô nè. Từ từ. Rồi, con nhìn thấy con 12 của cô không? Con 12. Rồi, động từ ở đây là động từ fly. Fly có nghĩa là gì con? À, fly. Fly nghĩa là động từ số nhiều. Không, fly này có nghĩa là gì chứ không phải là hỏi là nó là Hoa động từ gì. Không, hoa flower mới là hoa, còn fly là bay. Được chưa? fly Fly là bay chứ không đọc là fly, đọc là fly. Rồi, Spain ở đây có nghĩa là nước Tây Ban Nha. Every, every là mỗi. Mỗi nha. Summer là mùa hè. We là gì đây? We là gì nhỉ? Khánh Vy. gì cô ấy bà le đấy Chỗ cái nào? từ trên ngoài ấy cô Chỗ nào? Chỗ này hả? không cái chỗ trong ngoài ấy cô cái đấy là gì đấy cô Là bay, bay lên bầu trời ấy. ok Hiểu chưa? rồi ạ Rồi bây giờ nè, trả lời cho cô nhé. Cái câu chúng ta, sorry, cái chữ we này là cái gì? người là số nhiều We có nghĩa là gì? người có nghĩa là số nhiều Có nghĩa chứ không phải cô đang hỏi số nhiều hay số ít. Nghĩa của nó là gì con? là số nhiều Cái nghĩa tiếng Việt cơ. We này cái nghĩa tiếng Việt là gì? quy thì cái nghĩa tiếng Việt của nó là chúng tôi We là chúng tôi. Rồi, vậy câu này con có thể hiểu bao quát là chúng tôi bay tới Tây Ban Nha mỗi mùa hè. Được chưa? Câu này nghĩa là như vậy. Rồi bây giờ nhiệm vụ của con sẽ là chia cái động từ fly này. Thêm S hay không thêm S? không thêm S Vì sao nhỉ? vì đó là chủ từ số nhiều mà chủ từ số nhiều thì tự nhiên động từ thì À động đó đúng từ rồi, Khánh Vy hiểu được chỗ này rồi ha. Mừng quá Khánh Vy hiểu rồi. Vậy thì we fly, mình ghi y lại cái từ fly chứ mình không có thêm s hay es nha. Rồi, tiếp tục nè bạn Vy, con làm tiếp cho cô cái câu này. Câu số 9. Nhìn vào câu số 9 cho cô nha. Rồi, ở đây dog, dog là con gì? rớt vào con Con chó. Like có nghĩa là
meat. Meat có nghĩa là thịt. Con chó thích thịt. Rồi bây giờ con xác định cho cô, con chó ở đây là một con hay nhiều con? Một con. À, khi nào mà cái chữ dog này người ta có thêm chữ s ở đây thì mới là nhiều con chó. Nhưng chữ dog không có s thì nó là một con chó. Một con chó là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều? Ít. Chủ từ số ít. Chủ từ số ít, vậy từ like con thêm s hay giữ nguyên? Con. Bởi vì chủ từ số ít thì động từ phải thêm s hoặc es. Vậy thì từ like này thêm s hay es nhỉ? S. Vì sao không thêm es? Vì nó không kết thúc với ông cháu sửa xe với cả sơ hờ. À, ông cháu sửa xe sh thì mới thêm es. Còn nếu như không nằm trong ông cháu sửa xe sh thì chỉ thêm s mà thôi. Rồi, Khánh Vy hiểu bài rồi ha. Vậy thì câu số 10, câu tiếp theo, cô mời bạn Quỳnh Chi làm mẫu cho cô nha. Con tắt mic hiểu chưa cô? Ok, con được tắt mic rồi. Câu số 10, cô mời Quỳnh Chi, please. Con cho cô là con thêm chữ like, chữ S và chữ like ạ. À, con thêm chữ leave, chữ này đọc là leave. Con thêm chữ S vào đúng không? Chữ leave này có nghĩa là sống. Cô ấy sống ở Florida. Florida là một cái tiểu bang, một cái bang ở bên Mỹ ha. Rồi cô ấy sống ở Florida. Rồi vậy thì cái chữ she, she là chủ từ gì nhờ? She, she là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều? Con cho cô là số ít ạ. À, vì vậy động từ phải thêm gì nhờ? Thêm s. Thêm s hoặc es. Mà ở đây cái chữ live nó kết thúc bằng chữ gì đây Quỳnh Chi? Chữ y. Chữ mà y có nằm trong ông cháu sửa xe sh không? Không ạ. Vì vậy không nằm trong ông cháu sửa xe sh, mình chỉ cần thêm s mà thôi chứ không có thêm es nữa nha. Cái chữ y này nè là cái chữ y có sẵn trong chữ live nha, nó không liên quan gì hết nha. Rồi, Quỳnh Chi con làm tiếp cho cô câu số 11 nha. It, it ở đây có nghĩa là nó nè. Rain, rain là gì nhờ Chi? Con cô là mưa. It rain, trời mưa. Almost every day in Manchester. Almost ở đây có nghĩa là hầu như. Every day là mỗi ngày. Ở Manchester, ở đây chắc có Gia Thịnh là biết đội tuyển Manchester City mà phải không? Gia Thịnh có biết đội có tuyển? Con có coi phim, con có coi cô. Đúng rồi, thế thì Manchester ở đây nó cũng là tên của một thành phố, tên của một cái bang ở bên Mỹ luôn ha. Rồi, ở đây cái câu này khái quát nội dung của nó là trời mưa hầu hết mỗi ngày, tức là hầu hết ngày nào trời cũng mưa ở Manchester. Rồi vậy thì bây giờ cô quay lại với Quỳnh Chi nè. It ở đây là chủ từ số nhiều hay chủ từ số ít? Chủ từ số ít. Đúng rồi, it nằm trong he, she, it name, chủ từ số ít. Chủ từ số ít thì động từ như thế nào? Chủ từ số ít thì động từ có thể thêm s hoặc es. Chính xác ha. Chủ từ số ít, động từ thêm s hoặc es. Rồi, ở đây chữ rain, trời mưa này nè, chứ chữ mưa này nó kết thúc bằng chữ gì? Rain kết thúc bằng chữ gì? Chữ n. Có nằm trong ông cháu sửa xe sh không? Không ạ. Không nằm trong, vậy thì mình thêm S hay ES nhỉ? Con cô là thêm S à. Chính xác, chữ range này chúng ta chỉ cần thêm S mà thôi. Ok, thank you. Rồi, the number 13, câu số 13 ha. Cô mời bạn Gia Thịnh. Dạ cô. Rồi, ở đây cái từ fry, fry ở đây có nghĩa là chiên nhé, chiên,
Chiên gì đây? Eggs. Eggs là quả gì nhỉ chiên con? Trứng. À chiên đúng rồi. Pie eggs có nghĩa là chiên trứng. For chiên breakfast. Trứng. Breakfast là bữa ăn trưa ăn, chiều. Ăn sáng. À đúng rồi, ăn sáng. Mẹ của tôi chiên mỗi trứng cho bữa sáng và chiên trứng vào buổi sáng, được chưa? Mỗi ngày. Rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nhá, con xác định cho cô. À, chào con Hạo Nhiên, sao hôm nay vô lớp trễ vậy? Tại thực ra là con phải đi học thêm nữa. Ok rồi, ngồi tại lớp, lát nữa cô mời cô hỏi làm bài nha. Ok, cô quay lại với Gia Thịnh nè. Xác định cho cô, my mother là số ít hay số nhiều? Dạ, không có là số ít. À, bởi vì mẹ của tôi thì chỉ có một người mẹ thôi. À, mẹ của tôi. Rồi, nó là số ít. Số ít thì động từ như thế nào hả? Đúng rồi, thêm S hoặc thêm S hoặc cái gì? Yes. Đúng rồi, thêm S hoặc ES. Và ở câu số 13 này, cái từ trong ngoặc, động từ trong ngoặc kết thúc bằng chữ cái gì? A. Chữ Y dài đúng không? Y dài có trong ông cháu sự CSH không? Dạ không. Dạ không. Không thì bây giờ con thêm S hay ES? Dạ S. Con chỉ thêm S thôi, rất chính xác ha. Vậy thì chữ fry này. Fry. Rồi, có một nguyên tắc ở đây. Nếu như từ kết thúc là chữ Y dài thì chúng ta phải đổi chữ Y dài đó thành chữ Y ngắn rồi mới được thêm S. Thêm à, Y đổi Y dài thành Y ngắn. Được chưa? Đổi Y dài thành Y ngắn, được chưa? Gia Thịnh ơi. Dạ được rồi cô. Rồi. Nếu như cái chữ kết thúc của nó là chữ Y dài, nghe nha cả lớp, nếu như chữ kết thúc là chữ Y dài thì chúng ta phải đổi Y dài sang Y ngắn, đổi sang Y dài thành Y ngắn chứ không có được. Ừ, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, tiếp tục ha. À, đối với cái chữ mà đổi từ Y dài sang Y ngắn này rồi á, thì chúng ta không thêm S mà chúng ta phải thêm ES. Đây là một trường hợp ngoại lệ nha cả lớp. Ngoại lệ tức là sao? Tức là nó không có nằm trong quy tắc. Mà đây là một công quy tắc riêng nữa. Đây nè, nhìn cho cô vào cái chữ fry. Chữ fry này kết thúc bằng Y dài thì mình phải đổi Y dài thành Y ngắn rồi thêm ES, chứ không còn là thêm S nữa ha. Đây cô tôi đỏ lên. Rồi, Gia Thịnh làm cho cô thêm một câu 14 nữa nha. Đầu tiên, dạ. Bank. Có biết nhà băng không? Đã biết là giống là gì ta? Giống là nơi sản xuất tiền á. Đúng rồi, nhà băng, ngân hàng, nhà à, đúng rồi, ngân đúng hàng. Rồi, ngân hàng, ngân hàng ha. Vậy thì cái từ nhà băng đó là nó bắt chước là tiếng Việt mình lấy của tiếng Anh. Tiếng Anh ngân hàng đọc là bank, được chưa? The bank có nghĩa là ngân hàng. Rồi tiếp theo close có nghĩa là gì Gia Thịnh? Đóng cửa. À đúng rồi, đóng cửa. For là mấy nhỉ? 4 giờ. Đúng rồi, 4 o'clock có nghĩa là 4 giờ đúng. O'clock có nghĩa là giờ đúng. Rồi ngân hàng đóng cửa vào 4 giờ đúng. Rồi vậy thì ở đây con xác định cho cô, ngân hàng ở đây số ít hay số nhiều? Dạ có số nhiều. Rồi số nhiều thì cái chữ bank này người ta phải thêm S chứ. Những ngân hàng chứ. Số ít. À, người ta chỉ ghi the bank thôi chứ người ta đâu có thêm S đâu. Nó là số ít. Tại con thấy có nhiều nhưng mà ngân hàng lúc rồi. Ừ rồi ok. Rồi bây giờ ngân hàng ha. Rồi bây giờ động từ close. Bây giờ the bank đã là chủ ngữ số ít, chủ từ số ít rồi. Vậy thì động từ của con như thế nào? Dạ hương cô là động từ nó sẽ thêm S. Hoặc ES. Đúng rồi, nhưng ở đây từ close kết thúc bằng Y. Y có trong ông cháu sự CSH không? Ông cháu dạ không có.
Không có, vậy thì cái từ close thêm s thêm hay es? Thêm s, đúng xác nè. Rồi ở đây cô chỉ việc thêm s mà thôi. Closes at 4 o'clock. Ok, rồi bây giờ câu tiếp theo, câu số 15, cô mời Hạo Nhiên. Tắt mic. Gia Thịnh. Ok, look at number 15. Nhìn vào câu số 15 ha. Ở đây, cái câu này cô sẽ dịch nghĩa xương xương ra cho con nha. Try ở đây có nghĩa là cố gắng. Try ở đây có nghĩa là cố gắng. Hard có nghĩa là nhiều hoặc là siêng năng. Hard có nghĩa là siêng năng. Try hard, cụm từ try hard có nghĩa là cố gắng rất nhiều. Được chưa? John cố gắng rất nhiều. In class, trong lớp học. But I not think he will pass. Nhưng, but có nghĩa là nhưng. Nhưng tôi không nghĩ, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ vượt qua. Vượt qua ở đây tức là vượt qua kỳ thi á. Rồi ở đây nhá, đầu tiên cái vế đầu tiên nè. Cô mời bạn Hạo Nhiên xác định cho cô John là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều. Dạ là ít. John là một người. Bạn John là duy nhất có mình bạn thôi. Rồi, bạn là chủ từ số ít rồi. Vậy thì động từ như thế nào? Động từ như thế nào? Thêm s hoặc es hay là giữ nguyên? S. Thêm s hoặc es đúng không? Rồi nhìn lại cho cô ở chỗ này, cái từ try nó kết thúc bằng chữ gì đây? Đây nè, nó giống câu số 13. Từ try nó kết thúc bằng chữ gì con? Chữ y dài đúng không? Chữ y đúng không? Cô nói thì sao? Y dài mà muốn thêm s thì mình phải đổi từ y dài sang y ngắn. Rồi thêm es chứ không còn là thêm s nữa. Rồi ở đây cô sẽ điền như thế nào nhỉ? Như thế này đúng không? Đúng hả? Đúng. Chứ như thế nào? Sửa như thế nào? Cô là đổi cho y dài thành y ngắn thôi mét. Thêm es. Đúng rồi, rồi thêm es. Được chưa? Đổi y dài thành y ngắn nè. Rồi thêm chữ y, thêm chữ s. Rồi, được chưa? Được chưa? Rồi, vế đó khó quá. Bây giờ cô mời bạn Hạo Nhiên làm cho cô chỗ này. Rồi, ở đây người ta cho mình chữ not. Hạo Nhiên có nghe cô nói gì không con? Dạ. Rồi, người ta cho mình thêm chữ not thì mình phải mượn trợ động từ. Đúng không? Trợ động từ có mấy trợ động từ con? Có mấy trợ động từ? Dạ là 2. Hai, cái gì và cái gì? Động từ to be và động từ gì quá trời. Đâu, cô đang hỏi trợ động từ. Cô đang hỏi trợ động từ thì có mấy trợ động từ? Con không biết cô ơi. Hai trợ động từ là do và does. Nhớ chưa? Yeah. Rồi, do does. Được chưa? Ở đây, chủ ngữ ai là số ít hay số nhiều? Yeah. Ai là số ít hay số nhiều? Hạo Nhiên. Dạ. Yeah. Trả lời đi con. Dạ hoài. Con biết cái đó cô ơi. Ủa con không biết chủ ngữ số ít, chủ ngữ số nhiều hả? Thế là ai là chỉ như là chủ ngữ số nhiều. Ừ, ai vô quy đây chủ ngữ số nhiều. Nãy giờ không lắng nghe đúng không? I don't think. Đúng rồi, ai là chủ ngữ số nhiều? Vậy con mượn trợ động từ là do hay là does? Mượn trợ động từ do hay does? Hạo Nhiên. Do.
Đúng rồi, con đã mượn trợ động từ do mà ở đây người ta cho con thêm cái chữ not. Thế thì có phải là con được do not không? Do not. Mà do not thì mình viết tắt là don't. Don't. Giống cái câu mà mình hay nói là I don't know đó, tôi không biết đó. Thì người ta đang mượn trợ động từ do rồi người ta thêm not, người ta được chữ don't. Don't tức là do mà thêm not. Được chưa? Don't. Rồi trợ nếu như mà đã xử lý xong cái cục trợ động từ với chữ not rồi, con còn lại từ gì ở đây Hảo Nhi? Con còn lại từ gì nhỉ? Think. Thế thì ở đây con phải là I don't think, đúng chưa? Yeah. Rồi I don't think, chữ think ghi y lại. Rồi tiếp tục đi, Hảo Nhi làm cho cô câu 17. Câu 17. My life is boring. Các bạn có biết vì sao ở đây người ta ghi be mà bạn Hảo Nhiên dùng be dùng is không? Là bởi vì be nó bao gồm có 3 cái: is, am và are, được gọi là động từ to be, người ta viết tắt ở trong ngoặc là be thôi. Rồi, nhưng ở đây my life, cuộc đời của tôi là mấy cái? Là một cái. Một cái thì mình dùng is, am hay are nhờ Hảo Nhiên? Is. À, đúng rồi, một cái là số ít. Số ít thì động từ to be phải là is, còn cái động từ to be là am, chỉ dành cho một mình chủ từ I mà thôi. I am, được chưa? He, she, it, them thì dùng to be là is. Are you, we, they thì dùng to be là are. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Vế thứ hai nè. I just watch TV every night. Tôi chỉ xem TV vào mỗi buổi tối. Câu này, cái từ watch con chia như thế nào? Tôi không biết nữa. Thế bây giờ xác định cô, I là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều? Dạ là số nhiều. Ừ, ai là chủ từ số nhiều? Chủ từ số nhiều thì động từ như thế nào? Giữ nguyên hay thêm s, es? Hảo Nhiên, chủ từ số nhiều thì động từ như thế nào? Cô mời Như Quỳnh trả lời giúp bạn Hảo Nhiên. Nguyên. Watch phải là giữ nguyên và thêm s. Chủ từ số nhiều thì động từ giữ nguyên, được chưa? Yeah. Giữ nguyên, vậy động từ ở đây là watch. Thì con giữ nguyên đúng không? Giữ nguyên tức là sao? Ghi y chang lại thôi. Yeah. Hảo Nhiên chưa hiểu. Làm tiếp cho cô câu số 19. À không, làm tiếp cho cô câu 18 đi. Ừ, câu 18. Dạ cô, my best friend writing to me every week. No con, ở đây không phải là writing. Yes. Riding mà con nói. Riding mà con nói đang là, đây là từ cột 3, người ta gọi là V3ED. Mà các con chưa học tới. Ở đây con cho cô coi. My best friend là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều? Dạ là số ít. Ừ, my best friend, bạn thân của tôi. Ở đây chữ friend này đâu có thêm s đâu, thì có nghĩa là nó là chủ từ số ít. Một người. Rồi, bạn thân của tôi, write có nghĩa là viết. Viết cho tôi mỗi tuần, viết thư cho tôi mỗi tuần. Vậy thì chữ write ở đây giữ nguyên hay thêm s? Giữ nguyên. Chủ từ số ít động từ như thế nào? Hảo Nhiên, chủ từ số ít động từ như thế nào? Dạ cô, là thêm s. À, chủ từ số ít động từ thêm s. Hảo Nhiên chưa nắm được bài hả con? Chưa có đâu. Con giỏi về phần speaking thôi chứ phần grammar con rất là yếu. Từ hôm qua tới hôm nay học cái thì này là cô thấy phần grammar của con không có một chút gì cả. Cho nên là tập trung đi, đừng có chủ quan là mình có vốn từ vựng hay là mình nói hay cái gì hết. Cái quan trọng là grammar nhá. Cô nói cho con biết nè.
sau này con học tiếng Anh lên cao nữa. Đâu có phải là người ta chỉ dạy cho con mỗi tiếng Anh giao tiếp, đâu có phải là chỉ dạy cho mỗi cái cách nói chuyện, cái phần speaking và phần listening đâu. Mình biết đọc, biết nghe thì mình phải biết viết, mà biết viết thì phải sao? Phải dựa vào phần ngữ pháp rất là nhiều, gọi là grammar ha. Đây là những cái phần grammar mà mình đang học nè. Thì gì, trong tiếng Anh có tất cả 12 thì. Và bây giờ các bạn đang ở level 4, các bạn đang ở level primary school, tức là đang còn là học sinh tiểu học ở lớp 4 thôi. Mình được tiếp xúc với thì đầu tiên, thì đơn giản nhất gọi là thì hiện tại đơn, là cái thì mà hôm qua đến nay mình học. Mà bạn Hạo Nhiên lơ là tới mức mà không theo kịp. Cô giảng bài cho Khánh Vi hiểu rồi nè, Quỳnh Chi hiểu rồi nè, Gia Thịnh và Như Quỳnh đều hiểu rồi nè. Nhưng mà cho con làm con lưỡng lự lắm, đáp án của con không có chắc chắn. Mặc dù là những phần khác con học rất là tốt nha. Thí dụ cho con dịch hay cái gì đó là vốn từ vựng của con có thể dịch được. Nhưng mà grammar thì con không có làm đúng đâu. Rồi bây giờ, Hạo Nhiên con có nhìn thấy ở đây không? Chủ từ số nhiều, động từ giữ nguyên. Chủ từ số ít, thêm s, phẩy, es. Được chưa? S và es sẽ dựa vào câu ông cháu sửa xe sh. Nếu như các động từ kết thúc bằng chữ ông cháu sửa xe sh này, tức là những cái chữ cô tô đỏ, thì động từ sẽ thêm es. Còn nếu như cái động từ đó kết thúc bằng những âm khác thì mình chỉ thêm s thôi. Nhớ nha, số ít thêm s hoặc es, số nhiều động từ giữ nguyên. Rồi bây giờ quay trở lại với phần bài của mình nè. Câu số 18, my best friend ở đây là chủ từ số ít hay chủ từ số nhiều? Dạ là số ít. Con đi vệ sinh nè. Con đi đi. Rồi, my best friend là chủ từ số ít. Số ít thì động từ như thế nào? Cô vừa mới cho con xem. Dạ cô là my best friend là số ít nên mình phải thêm S. Hoặc es, đúng chưa? Rồi, xét tiếp cho cô chữ right. Kết thúc bằng chữ gì? E. Kết thúc bằng chữ E. Có nằm trong câu ông cháu sửa xe SH hay không? Dạ là không, dạ không. Không nằm trong ông cháu sửa xe SH. Vậy con thêm S hay ES? Dạ S. Con thêm S, đúng rồi ha. Rồi vậy thì con ghi lại chữ right rồi con thêm chữ S thôi. Right. Thêm chữ S. Rồi, dễ không? Làm tiếp cho cô câu số 20. Câu số 20 đi Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, cứ câu nào là con thấy người ta ghi chữ not, tức là câu đó con phải mượn trợ động từ. Và trợ động từ sẽ có hai cái, một là do, hai là does. Rồi, do sẽ dành cho những chủ từ số nhiều. He doesn't live in Hải Phòng City sao? Đúng rồi, Hải Phòng City. She doesn't live. Rồi, con mượn trợ động từ là does và con thêm not sẽ là doesn't. Thêm not thì mình sẽ được doesn't. Rồi, đã thêm doesn't rồi, đã có trợ động từ rồi thì cái từ live con có cần phải thêm s không? No. Đúng, chính xác ha. Một khi các bạn đã mượn trợ động từ thì động từ sẽ trở về nguyên mẫu. Từ live giữ nguyên. Rồi tương tự như vậy, câu số 19 là một câu hỏi. Các bạn lưu ý cho cô ha. Đối với cái câu mà có chữ not và cái câu là câu hỏi á, đối với câu hỏi và câu not có nghĩa là câu not có nghĩa là câu phủ định á thì mình phải mượn trợ động từ. Rồi ở đây chúng ta đang mượn câu số 20 thì mượn trợ động từ ở dạng câu phủ định. Còn câu số 19 là mượn trợ động từ ở dạng câu hỏi. Rồi, mượn trợ động từ ở dạng câu hỏi á thì chúng ta phải đưa cái trợ động từ đó ra đầu câu. Được chưa? Mượn trợ động từ câu hỏi thì đưa trợ động từ ra đầu câu. Thí dụ cái câu là you speak English. Thì bây giờ mượn trợ động từ cho cô đi Hạo Nhiên. You ở đây là chủ từ số ít hay số nhiều? You là chủ từ số ít Có hay nhiều. số nhiều thì trợ động từ sẽ là do hay does? Du. Do. Vậy chúng ta sẽ đem từ do ra trước chữ you luôn. Do you. Rồi, cái chữ speak này giữ nguyên cho cô nhé. Đã mượn trợ động từ rồi thì cái động từ phía sau luôn luôn giữ nguyên, không thêm gì cả.
Nè, câu số 20 cũng vậy. Có từ she đúng không? Có chủ từ số ít đúng không? Nhưng mình đã mượn trợ động từ does rồi. Và lý do mà mình mượn trợ động từ là does chứ không phải là do là bởi vì she, he, it nằm trong nhóm chủ từ số ít. Số ít trợ động từ là does, số nhiêu trợ động từ là do. Một khi đã mượn trợ động từ thì động từ sẽ về nguyên mẫu. She đây nè, chữ live lúc này, chữ leave lúc này không có thêm s nữa vì đã mượn trợ động từ does, thêm not được doesn't, chữ leave về nguyên mẫu. Và cái câu số 19 này cũng như thế. Do you speak? Sao con? Là kiểu như là are you we đây là kiểu như là số nhiều mình phải thêm là do. Don't. Đúng rồi. Are you we day là chủ từ she, she is name là phải ấy là does hoặc do. Does thôi chứ không có you, không có do nha. He, she, it name trợ động từ là does. Are you we day trợ động từ là do. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái nguyên tắc này nữa ha. Để cô ghi rõ ra. Động từ giữ nguyên, thêm cho cô một dấu mũi tên thứ hai, đó là chủ từ số nhiều trợ động từ, cô ghi rõ nha, trợ động từ là do, trợ động từ do, cô ghi chữ do ra đây nè, các bạn theo dõi nha, trợ động từ do. Rồi phía dưới này cô cũng thêm y chang vậy, cô cũng thêm một dòng tiếp theo, thêm mũi tên. Với chủ từ số ít he, she, it, name suy ra trợ động từ hai chấm does, he, she, it, name hai chấm trợ động từ hai chấm does. Rồi cả lớp lưu ý cho cô cái chữ do và chữ does này nhé. Rồi khi nào mình sẽ mượn trợ động từ? Cô mời bạn Gia Thịnh, khi nào thì mình sẽ mượn trợ động từ? Dạ không cô, thì lúc mình giống như là mình chọn mình viết dính những chữ giống như là he, she, it, name, không giống như là những chủ từ số ít và số nhiều là mình sẽ xài những sai đó. Rồi sai rồi sai rồi ha. Đầu tiên nè, xác định cho cô trợ động từ là do và does. Nhắc lại này Gia Thịnh, trợ động từ là do và does. Trợ động từ là do và does. Ừ. À, bây giờ mình sẽ giải thích câu hỏi khi nào mượn trợ động từ nha. Mượn trợ động từ khi viết câu hỏi hoặc câu phủ định. Nhắc lại cho cô. À, mượn trợ động từ khi viết câu hỏi và câu phủ định. Đúng rồi, câu hỏi hoặc câu phủ định. Câu phủ định là sao? Câu phủ định tức là cái câu có not, tức là cái câu nào mà nó có từ không trong đó đó. Thí dụ, tôi không thích đạp xe, tôi không thích bơi lội, tôi thích bơi lội, có phải là câu phủ định không? Tôi thích bơi lội. Dạ thích cô. Dạ có cô. Tôi thích có phải là phủ định không con? Dạ không. À, khi nào mà có từ không, tôi không thích thì nó mới là câu phủ định. Được dạ. Chưa? Mà từ không dạ, có nghĩa là not. Rồi. Bây giờ ha, nhớ trong đầu cho cô, mượn trợ động từ khi câu hỏi hoặc câu phủ định. Rồi, câu hỏi hoặc câu phủ định nó lại chia ra làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất, đối với những chủ từ số nhiều, are you we day, trợ động từ sẽ là do. Nhánh thứ hai, đối với chủ từ he, she, it, name, trợ động từ sẽ là does. Rồi, cô mời bạn Gia Thịnh nhắc lại, are you we day, trợ động từ là gì, he, she, it, trợ động từ là gì? Dạ không cô, ai vô quê đây đọc trợ động từ là do, he, she, it, name trợ động từ là do. Rồi, khi nào mình trợ động từ? Khi nó có cái từ khi nó cái từ có khi nó có từ trong he, she, it, name và ai vô đâu mình sẽ xài. Sai rồi. Mượn trợ động từ khi và chỉ khi
Viết câu hỏi hoặc câu phủ định. Nhắc lại. Dạ ông cô. À, mình sợ vợ đồng tôi khi viết câu hỏi và câu phủ định. Ừ, câu phủ định là sao? Và câu phủ định nó là the monkey ate sandwich. Cái gì vậy? Ôi lộn, nhưng mà là hi si, có chữ hi si á, con không có hiểu lắm. Con nói sai rồi. Con nói sai rồi, câu phủ định tức là cái câu có chữ not, được chưa? Nhắc lại, câu phủ định là câu có not. Câu phủ định là câu có not. Ừ, rồi bây giờ cô hỏi lại từ đầu Gia Thịnh nha. Trợ động từ là gì? Trợ động từ bao gồm mấy loại? Chẳng có trợ động từ loại hai nhánh. Và nhánh số ít cái và gì? Số nhiều. Cái gì và cái gì? Trợ động từ là cái gì và cái gì trước đã? Là do và đơ. À, trợ động từ là do và does. Rồi, khi nào dùng trợ động từ do? Dạ, khi có câu phủ định. Thì nó là câu phủ định. Câu phủ định hoặc câu hỏi. Tức là cô đang hỏi nè, khi nào thì mình dùng do con? Khi chủ từ là cái gì? Khi chủ từ là he. Do là khi là chủ từ là đây vui đây. Ai vui đây? Đây. Đúng rồi, chủ từ số nhiều thì trợ động từ là do. Chủ từ số ít, trợ động từ là does. Được chưa? Dạ rồi cô. Rồi cô mời bạn tiếp theo, cô mời Như Quỳnh. Dạ cô. Rồi nhắc lại cho cô, trợ động từ gồm mấy cái? Thưa cô, trợ động từ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có mấy cái? Thưa cô là 2 cái. Cái gì và cái gì? Do cô là do với do. Do và does. Nhắc lại, trợ động từ gồm do và does. Do cô trợ động từ là do và does. Rồi. À, khi nào mình dùng trợ động từ do? Do cô là do cô là chủ từ có số nhiều. Khi chủ từ là số nhiều. Chủ từ số nhiều làm sao? Do cô là are you we day. Rồi vậy khi nào dùng trợ động từ does? Do cô là chủ từ số ít. Số ít gồm những chủ từ gì? Do cô là he, she, it, them. Rồi vậy tóm lại cái do và does á, khi nào mình sẽ mượn trợ động từ? Yeah. Khi nào mình sẽ mượn trợ động từ? Do cô he đặt câu hỏi hoặc hả? Câu phủ định. Câu phủ định. Phủ định tức là sao? Tức là mình phủ nhận nó đi á, tức là những cái câu gì mà mình có chữ không trong đó đó, con hiểu không? Ví dụ con thích khỉ, tôi thích khỉ là I like the monkey. Nhưng cái câu tôi không thích khỉ là I don't like the monkey. Vậy cái chữ don't đó đó chính là câu phủ định. Như Quỳnh hiểu không? Hiểu. Rồi, ok, cảm ơn con ha. Bạn tiếp theo, cô mời Khánh Vy. Dạ. Rồi, bây giờ nhắc lại cho cô, trợ động từ gồm cái gì và cái gì? Do. Do và gì nhỉ? Do. À, do và does. Khi nào mình mượn trợ động từ do? Khi không biết, con vừa lên xong. Khi chủ từ gì đây? Khi chủ từ số nhiều. À, chủ từ số nhiều bao gồm cái gì đây con? I you we day. À, tức là sao? Nếu như chủ từ là I you we day thì mượn trợ động từ do con. Nếu như chủ từ he she it them thì mượn trợ động từ gì? Dạ. Thì mượn trợ động từ của chủ ngữ. Mượn trợ động từ gì đây? Cái nhập gì đây? Của số under. Đọc lại.
He, she, it, name. Trợ động từ là gì? Là the. Are you, we, they? Trợ động từ là gì? Là do. Are you, we, they? Trợ động từ là do. Ờ, đúng rồi. Rồi, vậy khi nào thì con sẽ mượn trợ động từ? Khánh Vy. Dạ. Khi nào con sẽ mượn trợ động từ? Khi trừ động từ là do hay là đơ cô? Trời ơi, do does là trợ động từ. Cô hỏi khi nào thì con phải mượn do does. Nhắc lại theo cô nè, mượn trợ động từ khi viết câu hỏi hoặc câu phủ định. Mượn trợ động từ khi viết câu hỏi hay câu phủ định. Câu hỏi thì biết rồi đúng không? Nhưng mà câu phủ định là gì? Vậy ạ. Câu phủ định là câu gì nhỉ? Câu phủ định tức là những câu mang hàm ý không. Nhớ nha, câu phủ định là cái câu mà có từ không. Thí dụ, không. Tôi thích xem tivi. Có từ không không con? Không. À, không có từ không. Vậy, nó tôi thích xem tivi là một câu bình thường. Nhưng tôi không thích xem tivi thì nó có phải là một câu phủ định không? Tôi không thích xem tivi là câu phủ định đúng không con? Đúng. Con có biết vì sao nó đúng không? Không biết. Ừ, không biết luôn hả? Rồi, cô giảng cái bài này cô mệt thật luôn đấy. Làm bài tập đi, làm bài tập đi rồi sẽ hiểu. Ôi. Đâu nhờ. Rồi, đây bài tập thứ ba này nè. Ở đây người ta nhìn vào câu 1 ha. Khánh Vy làm đầu tiên như cô ha, nhìn vào câu 1 nè. Người ta có chữ don't stay và chữ doesn't stay. Thì bây giờ con phải xác định cho cô chủ từ của nó là gì cái đã. Rồi, ở đây chủ từ là ai? Số nhiều. Chủ từ ở đây là ai? Là chủ từ số nhiều. Chủ từ số nhiều thì trợ động từ là do hay là does? Do. Do đúng không? Do mà thêm not thì ta được don't. Vậy ở đây con chọn don't stay hay là doesn't stay? Don't stay. I don't đúng rồi. Stay cái gì? At home. Thế là cái nào? Don't hay là doesn't? Don't. Don't. Ok. I don't stay at home. Tôi không ở nhà. Được chưa? I don't stay. Tôi không ở nhà. Tiếp tục câu số 2 nè. We là chủ từ số ít hay số nhiều? Số nhiều. We là chủ từ số nhiều. Are you we they? Chủ từ số nhiều. Chủ từ số nhiều trợ động từ là do hay does? Do. Do. Thế con chọn don't was hay là doesn't was? Doesn't was. Don't was. Đúng rồi ha. Bạn nào vừa mới la doesn't đấy? Hình như như Quỳnh phải không? Don't was. Cái từ was. Cái từ was này có nghĩa là rửa. The family car có nghĩa là xe gia đình. Chúng tôi không rửa xe gia đình. We don't wash the family car. Ok, rồi tiếp tục nè. Câu số 3, Khánh Vy làm tiếp cho cô. Dạ. Doris là một cái tên riêng. Rồi, xác định cho cô Doris là chủ ngữ số ít hay số nhiều? Ít, ít, ít. Số ít, trợ động từ là do hay does? Do. Số ít, trợ động từ là does. Vậy ở đây đáp án của con là gì? Do. Go to.
Doesn't. Từ này đọc là doesn't do. Doesn't do. Rồi tiếp tục câu số 4. Cô mời Quỳnh Chi. Con thân cô là con chọn don't ạ. À, vì sao con chọn don't? Vì đây là số số nhiều. À, vì đây là are you with day nằm trong nhóm chủ từ số nhiều. Chủ từ số nhiều trợ động từ là do, thêm not thì sẽ được là don't. Don't go. They don't go to bed at 8:30 p.m. Họ không đi ngủ vào lúc 8 giờ rưỡi tối đâu. Rồi, câu số 5, làm tiếp cho cô luôn Khánh Vy. Câu số 5 sorry, là... không phải Khánh Vy, sorry Khánh Vy. Quỳnh Chi, Quỳnh Chi. Khánh Vy tắt mic đi cho. Vì có gì cho cô. Kevin chosen a pen. Open, từ này là open. Open có nghĩa là mở. Rồi, Kevin, vì sao con chọn doesn't? Con cô Kevin là tên riêng ạ. À, Kevin là tên riêng. Mà Kevin ở đây là chỉ có một bạn Kevin thôi, một người. Một người là chủ từ. Số ít ạ. À, một người là chủ từ số ít. Vì vậy, trợ động từ sẽ là does. Thêm not được là doesn't. Doesn't open. Rồi, nhìn vào cái câu này cho cô ha. Khi cái con đã mượn trợ động từ là does. Rồi, khi cái con đã mượn trợ động từ bất kể là do hay does, thì cái động từ chính, tức là cái từ mở này, cái từ open, người ta có thêm s không? Ở đây người ta có thêm s không nhỉ? Quỳnh Chi? No. No, đúng rồi. Một khi đã mượn trợ động từ do và does, thì động từ chính bỏ s đi, không thêm s nữa. Cho dù ở đây có là Kevin, Kevin là chủ từ số ít nè, thì đúng ra cái chữ open mình phải thêm s. Nhưng đã mượn trợ động từ rồi thì open phải bỏ s đi. Rồi tiếp tục nè, câu số 6, cô mời bạn Như Quỳnh. Dạ cô. Ừ, làm câu số 6 cho cô. Câu số 6 là con chọn John alone cô. Con chọn don't eat đúng không? Từ này là eat có nghĩa là ăn đó. Rồi, rồi xác định cho cô. Our hamster. Our có nghĩa là của chúng ta. Hamster có nghĩa là con chuột hamster. Con chuột hamster của chúng ta. Vậy ở đây người ta chỉ một con chuột hay là nhiều con chuột? Đó là một. Một con chuột, vậy là số ít hay số nhiều? Cô là số ít. Số ít trợ động từ là do hay does? Do. Chưa hiểu bài rồi. Lộn cô đó, cô. Nhắc lại cho cô. Chủ từ số ít trợ động từ là gì đây? Cô là do. Chủ từ số nhiều trợ động từ là gì? Cô là do. Rồi nhắc lại. Our hamster. Cái chữ, cái con chuột hamster này người ta đâu có thêm S đâu. Khi nào mà cái chữ hamster này họ thêm S, tức là những con chuột. Còn ở đây là hamster có nghĩa là một con chuột thôi. Con chuột của chúng ta, con chuột của chúng tôi. Không có ăn trái táo đâu, không có ăn những trái táo. Rồi vậy thì bây giờ nhá, con mượn trợ động từ do hay does nhắc lại nè. Đúng rồi, does thêm nó sẽ được là doesn't. Vậy đáp án của con sẽ là... đọc lại cả cái câu này coi. Doesn't gì? Cái từ này không đọc là does mà đọc là doesn't. Nó là viết tắt của từ does not, được chưa? Doesn't gì? Doesn't. Rồi, ở đây nha, our hamster là chủ từ số ít hay số nhiều? Cô là số ít. Số ít, con chuột hamster của chúng ta là một con chuột thôi. Một con chuột của chúng ta thôi. Đó là số ít. Số ít thì động từ có thêm S hay không? Cô là hồng.
Số ít thì động từ thêm s chứ con. À, con bị nhầm cô. Nhầm hay là chưa hiểu bài? Tôi nhầm cô. Rồi, đúng ra thì chỗ này, cái chữ ít, cái động từ ăn này nè, mình phải thêm s đúng không? Dạ. Nhưng mà vì sao ở đây đáp án của người ta lại không thêm s? Dạ, tại vì... Tại vì mình đã mượn cái gì đây? Đã cái đơn này là gì? Đã mượn đơ. Đơ là gì? Gọi là gì? Đơ là... trợ động từ. Trợ động từ. Mượn trợ động từ thì động từ chính có thêm s nữa không? Dạ không. Nhắc lại cho cô, mượn trợ động từ thì động từ chính về nguyên mẫu. Cho cô, trợ động từ. Đọc lại, mượn trợ động từ. Mượn trợ động từ. Động từ chính về nguyên mẫu. Động từ chính về nguyên mẫu. Nhắc lại coi. Mượn động từ chính. Mượn trợ động từ. Trợ động từ. Đọc lại. Mượn trợ động từ. Thì. Thì. Để nguyên mẫu. Động từ chính về nguyên mẫu. Động từ chính về nguyên mẫu. Động từ chính là cái động từ ăn này nè. Ăn là một hành động. Hành động thì người ta gọi là động từ. Được chưa? Eat. Yeah. Rồi, đây là động từ chính mà các con phần phải chia. Rồi, đã mượn trợ động từ does rồi. Thì cái chữ eat này có thêm s không? Không. Không, đúng rồi. Rồi, tiếp tục câu số 7. Bạn bạn Như Quỳnh làm tiếp cho cô luôn. Dạ. Yeah. Nếu cô là con chọn chú là một người, vậy thì cô sẽ chọn don. Vì sao con chọn don? Nếu cô là gì? You là một người. You là chủ từ số ít hay số nhiều? Nếu cô là số nhiều. Nhắc lại cho cô chữ từ số nhiều gồm. Chủ từ số nhiều gồm I do we day. Đúng rồi, I do we day. You là chủ từ số nhiều. Vậy trợ động từ là do hay does? Đúng cô là do. Đúng rồi, do mà thêm not thì sẽ được là don't. Don't. You don't chat with your friends. Bạn không có chat. Chat tức là nhắn tin á. Bạn không có nhắn tin với những người bạn của bạn. Rồi, ok. Rồi tiếp tục, câu số 8 này Như Quỳnh làm tiếp cho cô. Dạ. Câu số 8 của cô là con chọn doesn't. Doesn't gì? Use. Use. À, doesn't use. Vì sao con chọn doesn't? Câu cô là she là một người. She là chủ từ gì? Câu cô là chủ từ số ít. She là chủ từ số ít ha. Chủ từ số ít thì trợ động từ sẽ là? Does. Chủ từ số ít thì trợ động từ là does. Rồi mà does thêm nó sẽ được là doesn't. Rồi, vậy vì sao cái chữ use này người ta không thêm s nữa con? Rồi, vì đã mượn trợ động từ rồi thì cái chữ use này không? Vì đã mượn trợ động từ rồi. Thì chữ use này có thêm s nữa không? Không. Ừ, mặc dù she là chủ từ số ít đấy, thì đúng ra khi chủ từ số ít thì mình phải thêm Sao mà đang hát nữa vậy Như Quỳnh ơi? Cô. Yêu đời quá rồi. Rồi. Ok. Hôm nay chúng ta học tới đây thôi nha. Được chưa? Con chào chúng... cô. Rồi, bữa sau chúng ta sẽ sửa tiếp cái thì này nha. Bye bye. Goodbye, okay, teacher. Bye. See you again.
Okay, goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Bye bye, mọi người.